bậc phụ huynh, cô chào các con yêu quý. Ở các video trước, các bậc phụ huynh đã được các cô giáo đưa ra gợi ý giúp các con nhận biết, phân biệt màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Hôm nay tôi xin đưa ra một số các gợi ý giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn các con ôn tập lại màu xanh, màu đỏ, màu vàng thông qua một số trò chơi. Trò chơi thứ nhất đó là trò chơi chọn đúng đồ dùng. Để chơi được trò chơi này, phụ huynh cần chuẩn bị cho con 3 chiếc rổ màu xanh, màu đỏ, màu vàng và một số đồ dùng có màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Cách chơi, phụ huynh cho trẻ chọn những đồ dùng màu xanh đặt vào rổ màu xanh, những đồ dùng màu đỏ đặt vào rổ màu đỏ và những đồ dùng màu vàng đặt vào rổ màu vàng. Sau đó phụ huynh có thể hỏi con, chiếc rổ màu xanh con sẽ đặt những đồ dùng có màu gì? Và tương tự với chiếc rổ màu đỏ, màu vàng cũng vậy. Thứ hai đó là trò chơi ai nhanh mắt. Để chơi được trò chơi này, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị cho con 3 chiếc đĩa có màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Cách chơi trò chơi như sau. Khi phụ huynh nói trời tối, trẻ đi ngủ thì phụ huynh lần lượt cất từng cái đĩa đi. Khi phụ huynh nói trời sáng, trẻ mở mắt ra và quan sát xem cái đĩa nào đã biến mất. Các con đã sẵn sàng chơi trò chơi chưa? Trời tối, đi ngủ thôi. Con ơi, chiếc đĩa màu gì đã biến mất rồi nhỉ? À đúng rồi, chiếc đĩa màu xanh đã biến mất rồi đấy. Vậy còn chiếc đĩa màu gì? Còn chiếc đĩa màu đỏ và chiếc đĩa màu vàng đấy con ạ. Trời tối, đi ngủ thôi. Con ơi, chiếc đĩa màu gì đã biến mất rồi nhỉ? À đúng rồi, chiếc đĩa màu đỏ đã biến mất rồi đấy. Vậy còn chiếc đĩa màu gì? Đúng rồi, còn chiếc đĩa màu vàng đấy. Bây giờ chúng mình cùng chơi tiếp nhé. Trời tối đi ngủ thôi. Con ơi, con hãy nhìn xem chiếc đĩa màu gì đã biến mất rồi. À đúng rồi, chiếc đĩa màu vàng đã biến mất rồi đấy. Để giúp các con ôn nhận biết, phân biệt màu xanh, màu đỏ, màu vàng, các bậc phụ huynh có thể cho trẻ tô màu các bức tranh đơn giản như bức tranh sau đây. Đây là bức tranh vẽ ông mặt trời và các đám mây. Các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn các con tô như sau. Dùng bút sáp màu đỏ để tô ông mặt trời, dùng bút sáp màu vàng để tô các tia nắng và bút sáp màu xanh để tô các đám mây. Sau khi trẻ tô xong, các bậc phụ huynh hãy chụp lại ảnh và gửi lên Zalo nhóm lớp cho cô giáo và các bạn cùng xem. Ngoài ra, các bậc phụ huynh có thể cho các con tìm những đồ vật xung quanh gia đình của mình có màu xanh, màu đỏ, màu vàng để giúp trẻ khắc sâu ghi nhớ hơn. Kính thưa các bậc phụ huynh, trên đây là một số hướng dẫn giúp các bậc phụ huynh dạy con ôn tập màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Mong các bậc phụ huynh sẽ luôn đồng hành cùng các con, giúp các con nhận biết, phân biệt màu sắc được tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.